Đã quay trở lại với kênh Xe Điện Minh Nhật, và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mang đến một sản phẩm cho các bạn, đặc biệt là những em học sinh và những em chưa đủ 16 tuổi, thì hôm nay thì các em có thể xem được cái mẫu này và tham khảo nhé. Và trước màn hình nhỏ các bạn, đây là dòng JVC G9SS, và đây là cái model mới nhất của hãng JVC. Và bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá trên cái dòng xe này thì có những cái gì. Trước tiên thì chúng ta sẽ nhìn cái phần dàn đầu xe với thiết kế dạng khỏe khoắn này và nó nhẹ nhàng. Thì đây là một cái mẫu xe thì hướng tới những các em học sinh cấp 2. Đó, các em sử dụng những cái mẫu này thì nó rất là nhẹ nhàng. Với ưu điểm là phần trước này thiết kế dạng đầu ong này, khá là đẹp, và xi nhan thì sẽ được đẩy lên bên trên. Và với cái cụm đèn pha tròn bóng projector siêu sáng như này, mình có thể test thử luôn cho các bạn xem. Đó. Đó, mình sẽ bật khóa lên mọi người nhé. Ok. Đó. Xi nhan đây mọi người nhá, xi nhan này. Đó, xi nhan trái, xi nhan phải này. Đó, và xuống đây thì chúng ta có một cái phần yếm đằng trước này. Phần yếm trước này nhìn nó rất là trẻ trung đúng không? Và tiếp đây thì chúng ta có một cái bộ cặp thụt nhá, cặp thụt dầu này. Và chiếc xe này thì sử dụng cặp lốp là lốp kích thước của hãng Kenda nhé, với kích thước là 300-10 và ruột lốp thì lốp không xăm. Và với phanh thì là sử dụng phanh tăng trống hai bên này. Đó, ưu điểm của con này thì khung gầm rất là chắc chắn và tải trọng chịu tới 200 kg, thì các bạn sử dụng rất là thoải mái với cái model này rồi. Đó, và với phần xe đây thì phần giữa này chúng ta có một cái sàn để chân ở đây. Đó, và tiếp đó thì chiếc xe này đương nhiên rồi, nó là dòng xe đạp điện cho nên sẽ được trang bị một cái bộ đùi đĩa và bộ truyền động của xe đạp điện.